lịch sử dân tộc bị xúc phạm bởi những hot girl đú bẩn. Trong những ngày này, những đối tượng nào công khai nói chiến tranh tại Việt Nam là nội chiến? Vâng, trong những ngày này thì những đối tượng nào công khai nói chiến tranh Việt Nam là nội chiến? Ờ, à, Việt Tân à? Không. BBC tiếng Việt à? Cũng không. RFA? Không nhé. Các anh trai chị gái thuộc phe Việt Nam Cộng Hòa cũng không nốt. Và nếu các bạn lướt TikTok những ngày này sẽ biết đến sự chúa hề của các hot girl có bề ngoài xinh xắn, đáng yêu nhưng có vẻ như tỷ lệ nghịch với sự phát triển của trí não vậy. Đó là việc các hot girl sử dụng bài hát gia tài của mẹ của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn làm nhạc nền trên TikTok. Trong đó đáng chú ý nhất là câu 20 năm nội chiến từng ngày. <laughs> Các thanh niên thiếu niên hot girl vốn chỉ quen EDM, remix, đu những trend đi nhảy múa trên nền những cái thứ nhạc tân tiến khác tự dưng lại trở thành thẩm phán nhạc trịnh, một dòng nhạc rất kén người nghe. Bài hát ấy được các cháu đem ra để khoe khéo cái nhan sắc, nhưng muốn nói rằng các cháu đẹp là một gia tài của mẹ. Và điều hài hước ở đây là bài hát lại có câu một ngàn năm nô lệ giặc tàu, nhưng có cháu nào mặc áo sườn xám của Trung Quốc không? vậy là chấp nhận làm nô lệ luôn đấy à điều buồn cười ở đây là cái cụm từ gia tài của mẹ cho bài hát cùng tên đầy đủ lại còn như thế này nữa này gia tài của mẹ một rừng xương khô gia tài của mẹ một núi đầy mồ gia tài của mẹ ruộng đồng khô khan gia tài của mẹ nhà cháy từng ngàn gia tài của mẹ một bọn lai căn gia tài của mẹ một lũ bội tình ý nghĩa của bài hát nằm ở khía cạnh phản chiến Cái cụm từ gia tài của mẹ ấy đã gắn với sự bi thương chết chóc Giờ các cháu lại đem làm nhạc Để khoe cùng với bản sắc, nhan sắc đánh đu với dân mạng Tức là nói chính các cháu Như xương khô này, núi đầy mồ này Như nhà cháy luôn phải không? Các cháu muốn làm cương thi, phải không? Hay đúng như hai câu cuối Là vừa lai like căn, vừa bội tình Ở ờ, lai like căn Hoặc là lai like căng ở đây là sự tiếp nhận các luồng văn hóa thông tin rất dở hơi và không phù hợp. Vì cái bài hát đó không phải nói về nhan sắc hay những tiêu cực tích cực lai like căng ở đây, ấy, là có cháu đem sườn xám vào, rồi nói là dân tộc. Cháu khác thì lấy nhạc này lồng vào game lửa chùa, tức là Free Fire, để quyết tử với đối thủ Trung Quốc. Mà còn bội tình ở đây là gì? Đó là câu 20 năm nội chiến từng ngày. Rồi nhiều cháu nghêu ngao hát bài đó, nhiều cháu bắt đầu phán xét chiến tranh Việt Nam trước năm 1975 là nội chiến. Cháu thì các cụ hy sinh vô ích, cháu thì nhạc vui thôi, lịch sử là cái đếch gì? Trịnh Công Sơn nói, cấm có sai. Mà nguyên nhân, á, nhạc Trịnh Công Sơn viết bài này vẫn còn gây ra những tranh cãi. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vốn nổi tiếng nhưng bản thân ông cũng chỉ là một nghệ sĩ, cũng không phải là một chuyên gia lịch sử hay chuyên chính trị, từ bao giờ mà các cháu lấy lời bài hát ra làm dẫn chứng phán xét lịch sử vậy? Nói chiến tranh tại Việt Nam là nội chiến vậy hả các cháu? Các cụ có câu thế này. Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. Mà làm đách gì có một cuộc nội chiến nào ở đây? Đến lịch sử quốc tế còn ghi là Vietnam War, chứ không phải Việt Nam Steve War, nha các con rời vào tiktok thế đi đâu cũng chiến tranh việt nam là nổi chiến mà toàn từ các cháu còn trẻ nhiều cháu hot cơn rõ xinh đẹp mà điểm môn lịch sử chắc toàn dưới năm cha ông đổ máu chiến đấu chống ngoại xâm hoàn thành việc thống nhất lãnh thổ việt nam trước quân mỹ hàn quốc thái lan chứ làm quái gì có chuyện nam bắn bắc bắc bắn nam nào tất cả ba miền tổ quốc đều chung một lý tưởng là thống nhất tổ quốc thống nhất đất nước còn chỉ có cái tụi phản động ấy bọn thiếu học ấy mới chia rẽ dân tộc này thôi âm nhạc Chỉ để nghe thôi Nhưng nghe bằng cái tai Tiếp thu và suy nghĩ bằng trí óc Chứ không phải bằng cái sự nghe Đó là đái vào lịch sử Phỉ nhổ lên công sức của cha ông như vậy đâu các cháu Tại Đức Những ca khúc quảng cáo cho thời đại phát xít Bị cấm Như bài Hot Western Light Nếu ai ca ngợi khơi ra sẽ bị phạt tù tại hàn quốc thì những bài hát mà nhật bản phổ biến vào thời kỳ chiếm đóng bán đảo triều tiên bị cấm tuyệt đối chỉ được giảng dạy tại một số giảng đường chuyên về lịch sử tại các trường đại học lớn thôi và ngoài ra thì còn có rất nhiều các bài hát khác bị cấm lưu hành cấm khơi gợi vì có quá nhiều lý do như khuyến khích tự tử tuyên truyền sai lệch về tôn giáo hay về các quốc gia khác gia tài của đất nước là gì là vong linh của những anh hùng nghĩa sĩ này là những nấm mồ chưa biết tên Vẫn còn giải rác khắp tổ quốc Là cuộc trường trinh thống nhất khiến hơn 3 triệu người Việt Phải bỏ mạng ra tài của đất nước Không phải để lũ lai căng mất gốc xuyên tạc Và phỉ nhổ vào đâu Các em gái ạ, à, các em đẹp đấy Nhưng xem ra nếu nói về tình yêu tổ quốc Về tự tôn dân tộc, về thái độ với thế hệ cha anh đi trước Xem ra các em Chắc chỉ đạt được 3 điểm Khoe cái nét đẹp, ok đồng ý Ai giải thích khoe, ai giải thích ngắm Nhưng đôi khi khoe cũng cần phải suy nghĩ nữa đẹp thế nào mà xuyên tạc lịch sử làm sai lệch lịch sử thì cũng vứt